Hôm nay xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với Game Tổng Hợp nha. Nay mình có một trò chơi khá tuyệt vời, đó là trò chơi đua xe trên băng tuyết. Và đây là xe máy mọi người ạ. Đó, nhảy khá là cao. Xe màu đỏ, và chúng ta ở đây thì giống như những video lần trước thì mình cũng có nói rồi, đây là một trong những loại game cực kỳ hoành tráng và tuyệt vời. Nhưng mà khá là tốc độ khá là cao, cho nên là đôi khi chúng ta thì không thể mà điều khiển theo ý muốn được. Ở đây chúng ta có 6 tay đua và chúng ta đang ứng ở vị trí thứ 6 thì phải. Cái này nó lái bằng điện thoại mọi người ạ, nên là nâng điện thoại nên giống như là mình lái ô tô á, cực kỳ khó luôn. Và khi mới vào trận thì chúng ta chưa quen nên là rất khi là khó. Ta thấy xe trượt tuyết khá tuyệt diệu không? Rồi chúng ta mình có thể là đứng thứ hai rồi, mình đoán vậy thôi. Thôi xong, nổ luôn rồi. Rồi ok, đi nào. Dám đánh anh à. Va nhiều quá là lổ xe luôn mọi người. Mình đang đứng thứ tư nhá. Thể hiện cái tay ga trên đây khá là thật và tuyệt vời luôn. Tốc độ khá là cao, các bạn để ý trên cái màn hình bên dưới của mình, nó tốc độ đều là trên 100 hết. Rồi một thanh niên đã ra đi. Giờ mình có thể là đứng thứ hai. Đụng quá nhiều vào lan can chúng ta sẽ có thể là phản ứng ngược, nó là nổ xe. Nên các bạn chạy làm sao cho nó đảm bảo. Đó, và toàn cây thông, đứt cây thông luôn mà. Cái bánh đằng sau các bạn thấy toàn gai không? Trời ơi, hai lần rồi. Cuộc đua quá căng thẳng. Và video của mình cũng xin tạm dừng đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mình vẫn đang đứng số 1, mình là số 1 rồi. Chậm km 150, 51, 52, 53. Rồi mình cũng xin phép dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại.